bất động sản bây giờ thì nó đang quá là trầm lắng rồi, đúng không ạ? Nó quá là xuống rồi. Cho nên là anh em mà đầu tư bất động sản thì anh em lên sắp xếp đi, chuẩn bị tiền đi, tìm đi để chúng ta thấy được rằng là những mảnh nào mà nó đang vỡ trận, nó đang cần phải thanh khoản, nó đang cần phải bán gấp, bán rút thì chúng ta lên xem xét mảnh đất đó ở vị trí nào có phù hợp về kinh doanh hay không, giá thành ra sao, và những cái mảnh đất đó nó có gần khu công nghiệp hay là những cái vị trí nó có tương lai hay không. Thì nếu như trong một số các trường hợp, ví dụ mảnh đất bây giờ mà đang cắt lỗ, đang bán tống bán tháo mà nó ở gần khu công nghiệp là một này, nó ở cái vị trí đường chính là hai, kinh doanh tốt đúng không ạ, nó gần trường học là ba, và chúng ta thấy được rằng là nó gần chợ, mà những cái mảnh đất đó mà người ta giao bán ấy, thì tôi cũng khuyên quý vị là lên lựa chọn ngay lập tức. Và cái thời điểm này là cái thời điểm mà tôi thấy thị trường nó đang có một cái chiều hướng nóng lên rồi. Từ mùng 4 Tết chúng tôi mở hàng và cho đến bây giờ thì đang là ngày 13 âm lịch ấy, thì cái sự giao dịch của bất động sản là bắt đầu đang đếm con số nhân lên khá là lớn rồi. Giao dịch khá là nhiều rồi. Đầu năm mà họ giao dịch tương đối tốt, một số các cái lô đất giá rất là hợp lý, có thể là giao hôm trước hôm sau đã mất rồi. Cho nên là đây là một trong những cái cơ hội, một trong những cái cơ hội khá là lớn cho các nhà đầu tư. Nhiều người thì thường nói là mua đất để làm gì cái thời điểm này, gửi tiền vào ngân hàng cho nó mát và lấy cái số lãi đấy ra thừa ăn. Thế nhưng cái điều đó không sai và cũng không nói là đúng. Đúng với những người người ta cho là đúng, bởi vì người ta không có kinh doanh bất động sản, hoặc là người ta không có kinh doanh về những cái gì nó quá lớn để mà đổi lại lấy một cái cục tiền nó đem lại quá nhiều, và họ chỉ cần cái độ an toàn. Thì khi mà chúng ta cần cái độ an toàn thì chúng ta lên gửi vào ngân hàng là tốt nhất, đúng không ạ? Và gửi vào ngân hàng thì chúng ta cứ lấy lãi ra mà chén thôi, đúng không ạ? Còn những người ta lính tính lớn hơn, người ta tính một cái phương pháp tức là vừa an toàn lại vừa hiệu quả, đúng không ạ? Đem lại cái giá trị cho họ thì họ sẽ không đầu tư vào trong ngân hàng. Đấy là cái mà chúng tôi thấy rất rõ, rất nhiều người làm như vậy. Đấy, còn không biết mọi người suy nghĩ như nào thì tôi cái đấy tôi cũng không có sành lắm về những cái việc mọi người nghĩ. Nhưng theo quan điểm của tôi ấy, thì nếu như chúng ta thừa biết được rằng là chúng ta gửi ngân hàng 1 tỷ thì một năm sau là chúng ta được 100 triệu. Nhưng bây giờ chúng ta 1 tỷ đấy chúng ta tìm được mảnh đất đẹp, mảnh đất giá trị, chúng ta đầu tư vào một mảnh đất giá 1 tỷ, một năm sau có thể chúng ta sẽ thu về tỷ 2, tỷ 3, tỷ 4, đúng không ạ? Điều đó là điều có thật và điều đó là điều mà rất nhiều người đã làm rồi, chứ không phải là không. Thế thì cái đấy cũng là một trong những cái mà tại sao là đi đầu tư bất động sản hay là chúng ta gửi ngân hàng, thì đấy là mỗi người có một cái suy nghĩ, mỗi người có một cái tính toán. Còn cái việc mà đi tìm đất ấy, thì nói với quý vị là quý vị đừng nghĩ rằng là tìm được một mảnh đất là nó dễ. Mà tôi nói với quý vị là tìm một mảnh đất để mà đầu tư được trong cái thời điểm này ấy là vô cùng khó. Bởi vì có những mảnh đất người ta đã giao bán tụt giá so với lúc mua lên tới 300-400 triệu rồi, nhưng vẫn chưa phải là giá thấp, đúng không ạ? Có những mảnh mà quý vị không biết, quý vị vẫn cứ mua vào cái giá cao. Đấy, có những mảnh đất hiện tại bây giờ người ta giao bán người ta chỉ tụt 100-200 triệu thôi, mà chỉ ngày hôm trước ngày hôm sau có khi đã mất rồi. Bởi vì cái giá ở cái vị trí đó và cái giá của mảnh đất đó nó chưa bị tăng trưởng quá mức, tức là chưa bị giá ảo, thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy được rằng là vẫn đầu tư được. Tôi nói ví dụ như này, ở đất khu công nghiệp, tức là gần khu công nghiệp, giáp lai với khu công nghiệp, hiện tại bây giờ đang sản xuất, đang kinh doanh về các nhà máy mà công nhân đang hoạt động khá lớn rồi ấy, thì cách khu công nghiệp chẳng hạn như là 1 cây số hay là 500 mét
mà đường to, đường thông hẹp thoáng, mà hiện tại bây giờ đang có cái giá chẳng hạn như là từ 6 đến 7 triệu một mét, thì chúng ta thấy nó rẻ không ạ? Đương nhiên rằng là từ 6 đến 7 triệu mà đường ngon nghẻ, xây nhà cho thuê cái là nó thuê ngay, là đấy cũng là một cái giá rẻ rồi. Còn những cái mảnh đất mà chúng ta thấy được rằng là gần những cái khu công nghiệp như thế, người ta bán 15 hay là 12 triệu thì đó là chúng ta phải xem xét, đúng không ạ? Còn nếu như những cái mảnh đất mà chúng ta tìm được mà nó bán cho chúng ta với cái giá từ 3 đến 4 triệu thì chúng ta thấy nó có rẻ hay không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ phân tích được và chúng ta sẽ tìm hiểu được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là gì? Là có đầu tư được hay không, đúng không ạ? Và cái giá đó nó có đưa cho chúng ta được cái lợi nhuận nhiều hay không. Thế cho nên là chính vì quý vị không nắm được, không đi tìm, không biết được những cái vị trí, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là trên truyền thông, tất cả các trang mạng, tất cả các thời sự rồi, thì những cái tin đồn từ những cái cửa miệng của mọi người là thời điểm này là thời điểm không nên đầu tư về bất động sản. Bởi vì đầu tư về bất động sản nó sẽ chết. Bởi vì người ta sẽ nói với nhau rằng là cái thằng kia trước đây nó đầu tư cái chỗ này, bây giờ nó đang lỗ mấy trăm triệu. Thằng này nó đầu tư chỗ kia, nó đang lỗ mấy trăm triệu rồi mà nó còn chưa bán được. Từ những cái tin đồn, những cái đó, cho nên là mọi người rất là sợ về đầu tư bất động sản. Nhưng chính vì những cái điều này mà đang trở lên tốt đẹp nhất cho những nhà chuyên nghiệp, họ đang săn lùng những cái mảnh đất mà giá nó thực tế và nó lại đem lại được cái lợi nhuận cho họ rất là cao về sau này, đúng không ạ? Thế cho nên là tôi chia sẻ cho quý vị như vậy cũng là để cho quý vị nắm được cái thị trường bất động sản, cái lúc này là cái lúc mà chúng ta lên đầu tư bất động sản. Đừng để đến lúc nó nóng lên rồi chúng ta đầu tư. Khi nó nóng lên rồi chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ lúc đấy nó sẽ hoang mang lắm. Hôm nay là 1 tỷ, mai nó đã tỷ 1 rồi. Ngày kia nó tỷ 2 rồi, chúng ta ngỡ ngàng lắm. Chúng ta sẽ khó có thể nhận định được và chúng ta khó có thể là biết được, bởi vì nó hở ra là mất. Cho nên là chúng ta lên đầu tư ở cái lúc này. Tôi thấy cái đầu tư lúc này là cái lúc mà nó đang đem lại được cho chúng ta được cái giá thực là một. Hai nữa là chúng ta rất là dễ mua. Đấy. Có thể chúng ta mà cả nó cũng có thể tụt được một số tiền khá là lớn, đúng không ạ? Nếu chúng ta thiện chí chúng ta mua. Bản thân chúng tôi thì hiện nay ấy, là chúng tôi cũng vừa rồi cũng tìm cho khách hàng khá là nhiều những lô đất đẹp và họ cũng đã đầu tư. Có những mảnh đất là đầu tư xong cái là cũng lãi ngay trong hàng trăm triệu luôn. Đấy cũng là cái điều thực tế so với cái thời điểm trước đây ấy, thì thời điểm bây giờ nó rất là dễ mua. Thì bán thì đương nhiên nó sẽ khó bán hơn, nhưng mà vẫn có những mảnh đất bán cũng rất là dễ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi. Khi mà quý vị nào cần những cái mảnh đất giá thành từ 300 triệu, 500 triệu hay là 1 tỷ thì quý vị có thể là alo đến với chúng tôi với số điện thoại là 0982 573 882. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Văn phòng của chúng tôi là văn phòng Bất Động Sản Niềm Tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.